đi gặp gỡ qua một gương mặt khả ái đã lâu rồi trở lại với Sài Gòn Giờ thì đẹp lắm nha. Cuối cùng
gì kinh lời chúc sức khỏe. Trân trọng nhất. Cảm ơn quý vị khán giả với mời mở màn vừa rồi thì bong trên ở bên trong thì người đẹp Lộ Lộ đang gắn các phần nội tạng của mình vào để mặc đồ thật là đẹp, thật là lộng lẫy để ra chào tất cả quý vị khán giả có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã không quản đường xá xa xôi, mưa gió hiểm trở, đèo cao, thung lũng sâu để đến với chương trình ngày hôm nay, chương trình Live Music cùng với đoàn Lotto Sài Gòn Tân Thời. Và bây giờ sẽ là thời khắc quan trọng để mở màn tất cả các buổi diễn Lotto Show của đoàn Lotto Sài Gòn Tân Thời. Xin mời người đẹp Châu Pha sẽ tiến hành đếm những trái banh có trong đồng cầu. Xin mời chị. Và bây giờ em mến mời một chị khán giả có thể tiến hành bên đây kiểm tra lại tất cả các banh bên trên của em được không ạ? Em quen quá vậy, em chỉ mời một khán giả mới ạ. Cái con à, dạ ai là người đầu tiên lần đầu mới đến với đồng Lotto Sài Gòn Tân Thời ạ? À? Anh hả? Anh mới đến lần đầu tiên luôn hả? Thiệt không? Trời quỳnh té đáy thế nào nó giống. Thiệt hả? Lên đây kiểm tra em. Rồi đã xong xong đó thì các bạn đẹp đang đạo bước phục vụ cho cả nhà mình dòng loại rồi mở hàng đầu tiên luôn ha. Dòng loại 20.000 đồng luôn ạ. Và kính thưa quý vị khán giả, thì hôm nay sẽ là một đêm nhạc lắng đọng với những ca khúc ballad trữ tình, với những giai điệu jazz, blues hoặc là rock, hip hop sẽ được gửi đến phục vụ cho tất cả quý vị khán giả với ban nhạc sống sẽ được trình diễn trên sân khấu của đoàn Lotto Sài Gòn Tân Thời. Mong rằng quý vị khán giả sẽ ủng hộ với tài lá vé thật là nhiệt tình để bên cho chúng em có nguồn động lực thực hiện những cái chương trình máu lửa hơn, chấn động hơn nữa. Trời. Bên dưới ai chưa có vé à? Mình dơ nhẹ một đầu ngón tay thì bên trên chúng em sẽ điều động nhân viên tới bán vé cho mình. Mình có vé chưa anh? Có rồi hả? Dạ dạ. Dễ thương quá. Dạ. Anh có người yêu chưa? Anh giận ngồi kế bên. Em xin lỗi. Dạ nhìn em vậy chứ phải là trà xanh này là này kia thôi. Dạ em trong sạch lắm. Dạ. Rồi mỗi tờ giấy chỉ với 20.000 đồng sẽ nhận qua một phần giá trị của nhà tài trợ Co-op Mart gửi đến tất cả quý vị khán giả có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Trời, mình kiểm banh tới đâu rồi ạ? 60 xong rồi. Dạ, anh trai ơi, dạ. Em xác nhận một lần nữa là có đủ 60 con banh không ạ? Đã đủ 60 trái banh rồi ạ. Dạ, anh thấy những trái banh được ghi số rõ ràng và gọi là rõ ràng đúng không anh? Mình thấy những trái banh được ghi số rất là rõ ràng và sạch sẽ. Sạch như em đúng không? Đúng rồi. Sẵn quá. Như nhớ giặt bạn nó lòng mắt giùm em nha. Ủa? Cảm ơn anh. Tặng cho em bây giờ lá vé em anh. Chà, chà, tặng cho chị một lá vé chà. Vâng. Anh chào đi, em tặng chị một vé hả? Và ngay bây giờ, xin mời quý vị hướng mắt về sân khấu để cùng cô bé Lô Tô. Người đẹp của chúng ta, cô bé Lô Tô Lô Lô. Chào chúng mình, các thông tin xin cho phép cô bé Lô Tô gửi đến tất cả quý vị lời chào trân trọng nhất à. Wow, ở trong đội tóc giả mà nói tên gắn nội tạng gì má. Rồi, ai biết đâu. Có nhận, nghệ sĩ Lô Tô rất là sạch nha. Mới mở màn thôi mà cái son môi dính tới càm rồi vô chùi cho mẹ. Rồi cái thú gì cái bây giờ dòng loại đầu tiên cho cô tới ngày hôm nay sẽ được đảm bảo phục vụ bà con của bác mình. Ai sẽ phải chia tay cùng hướng mắt về sân khấu đầu dò số của đi ơi. Yo chung anh đại hoa thật là trai tự dung.
34 34 mấy gì ra mấy gì đây con mấy gì đây mấy gì đây mấy gì đây đủ ai quét sạch lá rừng để đạp từng gió gió đường sụp đầy chừng nào trái đất ngừng quay lòng tôi mới hiểu Oh.